Thôi chị bất cần nguyền vào đúng không? Tha thứ cho chị. Nó chắc chưa? Dạ vâng, em xin chào chị Nguyệt Khanh nhá. Dạ vâng, xin chào tất cả các chị đẹp bên nhà mình luôn ạ. Vâng, ok, xin chào tất cả các chị yêu nhá. Vâng, hôm nay hứa hẹn là đến với Hương Tokyo sẽ có rất là nhiều siêu phẩm này và bác sĩ yêu cho chị em nhà mình lựa chọn, và đồng thời em sẽ ưu tiên chị gái nào mà chia sẻ livestream với mình đấy ạ. Bây giờ chị yêu nào mà mới vào thì không cho trần trừ nữa mà không chia sẻ livestream nhà em với nhờ các chị đẹp nhờ là toàn bộ hàng vài bác sĩ yêu hôm nay nhà mình là siêu cực mạnh cho chị đẹp là chia sẻ livestream với nhà mình nha các chị yêu nhá. Một mã váy thiết kế xinh yêu em đang mặc trên người hiện tại bên em là có cả 4 màu và có cả đủ size S, M và có cả size L, size XL phải không ạ? Thì các chị đẹp à, ok, các chị đẹp từ có size L đó các chị nhá. 60kg đổ xuống này size L, 55kg đổ xuống này size M, 50kg đổ xuống và 40kg lên thì các chị gái hoàn toàn có thể lấy cho nhà mình một siêu phẩm size S rồi này. Một em mang váy lên dáng quá trời đẹp, quá trời xinh, cực kỳ tôn dáng và tôn da chị em nhà mình các chị ơi. Đó, theo dõi giúp nhà mình nha các chị đẹp nhá. Hàng này này em mặc hàng các chị em mặc qua gối thoải mái, mặc đi làm, đi học cũng như là đi chơi này. Và đồng thời em chỉ tặng quà, em chỉ bán hàng chị đẹp nào mà chia sẻ livestream bên nhà mình thế ạ. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không chia sẻ livestream bên nhà em đi nhờ các chị đẹp nhờ. Dạ vâng ạ, ok, xin chào tất cả các chị yêu nha. Rồi, một mã váy siêu đang mặc trên người ở đó là nhà mình sẽ bán giá yêu thương các chị nhá. Em sẽ bán giá yêu thương chị đẹp nha. Dạ vâng ạ, có màu đỏ đúng rồi, có tất tần tân và tốt tần tươi các màu. Các chị em hóng màu gì là có màu đấy, những cái màu rất là đẹp và rất là dễ mặc. Thì cái mã đang mặc trên người bên em có size S, có size M và có size L. Và hàng này nhà em là chất liệu hàng gì? Ồ, một siêu phẩm chất liệu thô đuôi thái nhà mình các chị ơi. Đó, dày dặn và mềm mịn vừa tầm nha các chị gái nhá. Và hiện tại thì cái mã sản phẩm này nhà em đang bị cháy hàng rồi, chỉ có đúng 2 size S và size M thôi ạ. Thì các chị gái 55kg đổ xuống này size M và 50kg đổ xuống là vui lòng lấy cho nhà mình là size S chị nhá. Và hiện tại hàng này bên em là có 3 màu, có màu vàng, có 4 màu luôn, có vàng này, có đen này, đó, có đỏ này các chị ơi, và có cả một em màu kem sữa các chị nhá. Màu kem sữa, màu kiểu màu nâu cà phê nhẹ nhàng gì đó các chị gái này. Đó, và lên form thì rất là xinh các chị ơi. Đó là ôm một tấm nén dáng xuông nên tạo cảm giác rất là trẻ trung luôn nhá. Dạ vâng, hàng này em hải thô đuôi thái các chị gái này. Ok, đầm của chị gửi chưa? À chị à, nhâm gì mới phải không? Nếu mà chị em ơi, chị ơi, nếu mà nhà em đã chốt đơn thì mình đã đi đơn rồi đấy ạ. Còn nếu mà nhà em chưa chốt đơn thì chị vui lòng là inbox chị em mình nhá. Để xem là hàng của chị gái như thế nào nhá. Dạ vâng ạ. Rồi, một mã đang mặc trên người em sẽ bán giá yêu thương cho chị đẹp và chia sẻ, và em chỉ bán cho chị gái nào chia sẻ livestream bên nhà mình thôi nhá. Ok chưa? Đó nhà em hàng này nhà em có 2 size S và size M thôi, thì mình hiện tại đang bị cháy hàng rồi nha các chị yêu nha. 55kg đổ xuống này size M, 50kg đổ xuống này cho em size S. Thì mã đang mặc trên người đang có cái giá là 29k các chị ơi, 29k. Mã đang mặc trên người có vàng này, có đen này, có đỏ này và có cả một em màu sữa, màu nút các chị nhá. Có 2 size S, M, 55kg đổ xuống này size M này, 50kg đổ xuống này cho nhà mình size S nha các chị gái nha. Chất liệu thô đuôi thái, hàng thô đuôi thái bên nhà mình đang có cái giá là 29.000 các chị ơi. Các chị chỉ việc chia sẻ livestream bên em 2 lần trên trang cá nhân và 5 lần trong hội nhóm này, và sau đó chia sẻ cho nhà mình ít nhất là 2 lần trên trang cá nhân, 5 lần trong hội nhóm và comment cho em đúng cú pháp. 29k màu và số điện thoại nha chị nha. Dạ vâng ạ, hàng nhà mình đang có giá là 29.000, có thể tin được không các chị ơi? Đó, nói chung là đến với nhà mình thì điều không thể thành điều có thể luôn ạ. Các chị đẹp chỉ việc chia sẻ livestream và comment cho nhà mình thôi nhá. Dạ vâng, mấy chị đặng thảo rồi chị ơi. Dạ vâng, nếu mà size dành chị đẹp nào 70kg đấy, mẹ các chị một like sau nhá. Ở một live sau thì mình sẽ lên hàng với các chị yêu sau luôn nha các chị nhá. Thì hiện tại hàng này như mình bị cháy size rồi, có đúng 2 size M thôi, vậy em chỉ xuất cho chị gái nào chia sẻ livestream thôi nha. Dạ vâng ạ, chị chờ hơn tuần rồi ạ. Ồ chết chị gái ơi, nếu mà nhà em chốt hàng rồi là nhà em có đi hàng rồi đấy ạ. Nói chung là do một phần là hàng hóa nó cũng có thể là nói chung là bên kia có thể là hàng giao hàng nó bị chậm trễ hoặc là như thế nào đó chị ạ. Thì có gì thì chị vui lòng là inbox cho mình nha để hỏi xem nó như thế nào. Dạ vâng, ok đúng rồi, comment đúng cú pháp rồi, các chị em nhớ chia sẻ livestream cho mình nhá. 2 lần trên trang cá
nhân và 5 lần trong hội nhóm ạ. Không ngờ chị đẹp chia sẻ nhiều, em nói thật luôn ạ. Chia sẻ cho em đúng 2 lần trên trang cá nhân và 5 lần trong hội nhóm thôi ạ. Sau đó comment cho em đúng cú pháp 29k một em màu vàng, 29k một em màu đen này, một em màu đỏ các chị nha. Và là một siêu phẩm màu sữa này, màu sữa nha các chị nha. Màu này như là một em kiểu màu sữa, màu nâu tây nhẹ nhàng nó các chị nhá. Dạ vâng ạ, có đủ size, có 2SM thôi ạ. 57kg 72, ôi dồi ôi buồn quá các chị ơi, nhưng mình hết sạch size rồi các chị gái. 57kg 72 thì em chị phải mặc size L cơ thì mới đẹp. Còn đây chỉ có 2SM thôi. 55kg đồ xuống này size M, 50kg đồ xuống này cho em size S nha. Bán bao nhiêu yên tâm, em vẫn bán giá hết sức yêu thương, nhưng mà các chị gái ơi em tặng quà đã, sau đó thì mình sẽ bán hàng sau ạ. Ok không ạ? Đúng rồi đấy, nó vào cái luồng rất là tuyệt vời đấy ạ. Vâng ạ, các chị em ơi, bây giờ chỉ cần chia sẻ livestream với nhà mình nhá. 2 lần trên trang cá nhân và 5 lần trong hội nhóm thôi nha các chị đẹp nha. Nhớ là chia sẻ cho mình lên 110 xem, quên mất không nói. Là 110 xem đầu tiên em mới đã bắt đầu chốt mã này với giá là 29.000 và em đảm bảo em chốt cho chị đẹp nào mà chia sẻ nhiệt tình, có một nhiệt tình luôn. Đó các chị nhá. Chia sẻ cho em 2 lần trên trang cá nhân và 5 lần trong hội nhóm, không cần chia sẻ nhiều các chị gái, chia sẻ nhiều đôi khi là bị chặn, không phải không được, không được chia sẻ nữa đấy. Là các chị em chỉ việc chia sẻ cho em 2 lần trên trang cá nhân ở chế độ công khai và 5 lần trong hội nhóm ạ. Hiện tại mã đang mặc trên người đang có cái giá là 29.000 và em chỉ chốt cho chị đẹp nào mà chia sẻ nhiệt tình và comment nhiệt tình ở livestream bên nhà mình các chị nhá. Dạ vâng ạ, các chị ơi, 1 cây thì nằm chẳng lên non, nhưng mà 3 cây trụ lại lên hò núi cao đó. Lên cho em là 100 người xem đầu tiên, em bắt đầu chốt mã này với giá là 29.000 nhân đây, váy đẹp với áo mặc trời quá trời đẹp, quá trời xinh, lên form là như nào đấy ạ. Đó, tôn dáng và các chị ơi gọn dáng cực kỳ luôn. Nhà mình có vàng này, có đen này, có một em màu đỏ này và có một em màu này, em cứ có một màu kem đi nhá. Cứ có một màu kem đi, ở ngoài em là kiểu màu nâu tây đó, màu nâu tây nhạt nha các chị nha. Dạ vâng các chị ơi, đúng rồi, 29k size và số điện thoại chị nhá. Có size S và có size M. 55kg đổ xuống đấy size M, 50kg đổ xuống đấy cho nhà mình là một siêu phẩm size S nhá. Và em chỉ chốt cho chị đẹp nào mà chia sẻ livestream và comment cho em đúng cú pháp thôi ạ. Dạ vâng các chị ơi, lên cho em 100 người xem đầu tiên em mới bắt đầu tặng quà với giá là 29.000. Ôi dồi ôi các chị ơi, em đang tặng quà đấy ạ, em đang tặng quà đấy ạ. Các chị em hình như dạo này không thích quà hay sao ấy. Thế em bán hàng luôn nha chị nhá, em đảm bảo luôn thằng này em là rằng váy may mặc thiết kế bên nhà mình á. Các chị có thể nhìn giúp mình nhá. Đó, cái cúc này nhà em là mua hàng cúc bọc luôn ạ. Hàng cúc bọc luôn nha chị gái nhá. Đó, cái tay eo này các chị gái may cũng rất là xinh nha chị nhá. Cái tay này may rất là đẹp. Em nói thật luôn, riêng hàng này nó mà xuất hiện ngoài thị trường không bao giờ dưới 300. Không bao giờ dưới 300, nhưng em bán hàng thì cái giá rất hết sức là yêu thương các chị luôn. Đó, và em chỉ chốt cho chị gái nào và chia sẻ livestream cho em nha. Dạ vâng nha chị gái nhá. Nào comment cho em 29.000 màu vàng, 29.000 một em màu đen, 29.000 một em màu đỏ các chị ơi, 29.000 một em màu sữa nhá. Và cho em cái số điện thoại đằng sau luôn. Các chị gái nào nhớ là chia sẻ livestream nhà mình, sau đó comment cho em đúng cú pháp ạ. Đó, đúng rồi. 100 người xem đầu tiên em bắt đầu xuất hàng các chị với giá 29.000 được, và các chị làm thế nào để nhận quà nhanh nhất có thể đấy ạ. Các chị chia sẻ như này giúp mình nha, lên người xem một cái em tặng quà luôn ạ. 29.000 chị Ngọc Trâm ơi, chị đẹp chỉ việc chia sẻ livestream cho em đi ạ. Đúng rồi. Nào comment nhiệt tình lên nào các chị ơi. Comment nhiệt tình giúp mình nào, 29.000 sẽ SM nhá. Đó, đúng rồi, chia sẻ livestream cho em 2 lần trang cá nhân, 5 lần hội nhóm ạ. Không cần chia sẻ nhiều luôn, chia sẻ nhiều đôi khi bị chặn lết, các chị không được chia sẻ nữa đâu ạ. Đó, comment cho em đúng cú pháp 29.000 đúng không ạ. Màu vàng, màu đen này, màu đen quá là sang chảnh chánh xạ, em nói thật, màu đen quá sang chảnh chánh xạ. Một em màu đỏ rất là sáng ra, em thật trên cuộc đời này màu đỏ với cái màu vàng là 2 cái màu mà người ta phải gọi là sáng ra nhất cuộc đời luôn. Đó, xin khẳng định các chị như vậy. Và là một em màu sữa nhá, một em màu sữa rất là dễ mặc, nó nhẹ nhàng, nó xinh yêu này, em thấy rồi, em thấy tất cả các chị đẹp rồi chú ạ. Rồi, chị gái ơi, 65kg em hẹn chị ở một mã khác nhá. Mai hiện tại mình không có hàng chị ơi. Dạ vâng, em thấy chị Diệu Hương Nguyễn Thị rồi nhá. Thấy chị Phương Luân rồi, ok, thấy chị Đặng Thảo này. Ok, thấy chị Thúy Linh rồi nhá. Váy đang mặc trên người 29.000 chị đẹp ơi. Đang mặc trên người đang có giá 29.000. Các chị đẹp chỉ phải chia sẻ livestream nhà mình nhá. Chị phải chia sẻ livestream nhà mình và comment cho em đúng cú pháp 29k màu vàng, 29k màu đen này, màu đỏ này các chị gái này, một em màu sữa vào cho em cái số điện thoại đằng sau luôn nha chị gái nhá. Đủ size 2SM. 55kg đổ xuống này M, 50kg đổ xuống này trên mình sẽ S nhá. Lên form được các chị ơi, khỏi phải bàn. Em thật, em chỉ mặc lên form khác các chị em thấy như nào đấy ạ. Đó, cực kỳ tôn dáng và tôn da chị nhà mình nhá. Đẹp khỏi bà luôn, đẹp khỏi bà luôn ạ. Dạ vâng, đúng rồi, các chị ơi nhớ chia sẻ livestream cho mình nhá. Em bảo rồi, lên người xem tặng quà, tụi người xem bán hàng các chị ơi. Đó, trong khoảng tầm đúng khoảng tầm 3 phút nữa lên người xem em sẽ tặng quà tụi người xem bán hàng nhá. Giá bán là bao nhiêu ạ? Chị ơi giá bán thực tế nhá. Chị rồi ok, giá bán thực tế các chị em vui lòng chụp ảnh màn hình và inbox cho em ạ. Đó vì hiện tại là em đang muốn tặng quà các chị đẹp đã, còn giá bán cũng rất là rẻ. Thằng này em là hàng thiết kế may mặc nhà mình, đây có giá là 285.000 chị nhá.
Đó, các chị em có thể đặt hàng qua Facebook cho em các chị gái, tại vì em đang tặng quà như đang chơi game như này mà các chị đặt hàng như đôi khi là sợ bị lẫn. Thế nên là em sẽ tập trung vào phần tặng quà đã, sau đó nhà mình sẽ bán hàng các chị yêu, ok chưa ạ? Còn nếu mà chị bây giờ chị gái nào muốn được đặt hàng như chị Ngọc Trân chẳng hạn, chị có thể chụp ảnh màn hình này và inbox cho nhà mình nhá. 1m60 kg mà nó lấy hàng khác giúp mình đi ạ, lấy hàng khác giúp em đi ạ. Rồi áo phao có, ôi dồi phao nhiều lắm, phao nhiều lắm các chị ạ, chỉ sợ các chị em không hóng thôi chứ phao nhẹ là bạt ngàn. Phao nhẹ là bạt ngàn luôn. Rồi chia sẻ livestream cho em các chị ơi. Ôi dồi ôi lên người xem tôi mới tặng quà được chứ, như thế này làm sao tặng quà đây? Như thế này làm sao tặng quà đây, như là không ai tặng quà các chị gái được đâu. Rồi là phải chia sẻ cho em chứ ạ. Chia sẻ cho em và comment cho em đúng cú pháp nhá. Mẫu này bao nhiêu chị ơi? 19.000 à 29.000 chị ơi. 29.000, em chỉ giúp cho chị gái nào mà chia sẻ livestream và comment cho em đúng cú pháp. 29.000 màu đỏ vàng, 29.000 màu đen này, 29.000 màu đỏ, 29.000 màu sữa và số điện thoại nha các chị nhá. Đó ok nào, lên người xem cho em 110 xem em mới bắt đầu tặng quà, còn nếu không em bán hàng đi ạ. 1m64 kg lấy cho em set đẹp nhá. Lấy cho em set đẹp nhá chị Bảo Vy Nguyễn nhá. Hay là bán hàng luôn nhờ các chị nhờ. Đó, rất là nhiều chị em đang hóng để mua hàng rồi đó. Rất là nhiều chị em hóng được mua hàng rồi đó ạ. Cũng rất là nhiều chị em đang hóng để gì ạ? Để tặng quà. Em biết là các chị em hóng tặng quà rất nhiều và hóng mua hàng cũng rất là nhiều, còn em muốn cả hai luôn. Em vừa muốn tặng, em vừa muốn bán ạ. Các chị đẹp chia sẻ livestream lên người xem em tặng xong em sẽ bán nhá. Thế được cả đôi đường đấy ạ. Vừa được tặng vừa được bán hàng với các chị yêu luôn. À đúng rồi các chị ơi, 29.000 màu và số điện thoại, nhưng bây giờ khi em bán hàng rồi ạ. Chia sẻ chân thành, bán luôn nhá, em bán luôn nhá các chị nhá, mà trên người này. Em xin phép là dừng tặng quà với em bán hàng với tất cả các chị yêu bên nhà mình nhá. Nói chung là hôm nay là qua được hôm nay thì em cũng sẽ cố gắng là xem lại cái lượt tương tác của chị em nhà mình. Là không biết là dạo này bị làm sao, các chị em lại xa lánh nhà mình như vợ. Ok chị ơi. Rồi ok, xin phép bán hàng với tất cả các chị yêu bên nhà mình các chị gái nhá. Có mặc màu sữa không ạ? Dạ có ạ. Nếu mà chị hóng màu sữa thì nhà mình sẽ lên màu sữa nha chị yêu nhá. Thì một mã váy đang mặc trên người là một chất liệu thô đuỗi thải nhà mình, có đủ màu và có hai size. Có hai size, size S và size M. 55 kg đồ xuống này M và 50 kg đồ xuống này cho em nhà mình sẽ S nhá. Nhà mình có vàng này, có đen này, có đỏ này và có cả một em màu sữa chị nhá. Là đây là nhà em là mã số V58 ạ, đang có giá là 285.000 các chị nhá. Mã số V58 đang có giá 285.000, đủ màu và có hai size SM. Chất liệu này nha em, là chất liệu thô đuỗi thái nhá, mềm mịn và dày dặn vừa tầm. Em bảo là các chị luôn là hàng dây chất liệu quá đẹp như thế này thì các chị có thể là thoải mái giặt tay giặt máy thoải mái, không bay không bay không pha không xù, đó đảm bảo luôn. Là kể các chị em giặt màu sữa với màu đỏ cũng thế, nào không bị bay màu luôn nhá chị gái nhá, không bị xù vải luôn ạ. 50 kg vừa chị ạ, 60 kg này là không có hàng chị ơi. Có lót trong không ạ? Vải này nhé, vải thô đuôi thái này, nó cũng khá là dày dặn rồi, vậy nên không có lót trong chị nhá. Đó. Có lót ở dưới này em. Đâu có lót đâu chị. Mặc không biết này. Có lót đâu chị. Hàng này khá nhẹ, khá là dày dặn rồi chị ạ. Chị yên tâm. Kể không phải lót nhưng mà các chị em lên phong cũng rất là đẹp, không sợ bị lộ đâu nha các chị nhá. Đó. Dạ vâng ạ. 49 kg là 1m58 chị Hà Đoàn, chị lấy to cho em là sẽ đẹp luôn. Mặc xem sẽ đẹp luôn nha chị gái nhá. Rồi, em sẽ lên tất cả các màu với các chị đẹp nhá. Mã đang mặc trên người là mã số V58 này, 285.000. Đủ màu và có hai size SM nhá. 55 kg đồ xuống này size M nào, 50 kg đồ xuống này cho em size S nha. Ok chị đẹp nào lấy hàng cứ comment cho em. Mã số V58 ạ, đang ở giá là 285.000. Hàng này nhá, váy thêm may mặc thiết kế bên nhà em nha. Hàng váy may mặc thiết kế bên nhà mình này, cái form váy rất là xinh nhá, có vàng này, có đen nha các chị đẹp nhá, có vàng có đen này. Có một em màu đỏ và có một em màu sữa các chị nhá. Đó, em sẽ bỏ cái váy này ra để em đứng này. Em thả dáng các chị xem luôn ạ, ngắm thoải mái thêm cao giúp em nhá. Riêng mà váy này mặc rất là xinh luôn ạ. Đó, đi làm, đi học, đi chơi được rất là ok chị nhá. Ok, ngực 92 mình vừa 052 kg, thoải mái lấy cho em size M chị đẹp ơi. Cái này nhà em khá là rộng rãi đó. Ngọc rộng rãi chị gái ạ, thế là yên tâm, thoải mái luôn, không sợ bị quá ôm luôn ạ. Dạ vâng, ok chị An Nhiên ơi, chỉ như là chị gái không biết có đơn gì mình chưa nhờ. Nhưng mà Facebook rất là quen, chị An Nhiên vui lòng bổ sung cho em thêm cái số điện thoại nào. Để nhà mình chốt đơn với chị đẹp nhá. Đó. Váy đang mặc trên người là 285.000 này, có đủ màu và có hai size SM. Chị đẹp lấy hàng cứ comment cho em mã số V85 màu vàng, SM, V85 màu đen, màu đỏ, màu sữa, SM và số điện thoại đằng sau á chị nhá. 55 kg đồ xuống này size M, 50 kg đồ xuống này cho em size S nha, em chốt cho đúng người. Thanh Vân Thái em chốt nhé. Ok đó chị ơi, nhà em chốt cho đúng người chị đầu tiên đây nha, vì nhà mình cũng không có nhiều hàng nữa ạ. Rồi nhà mình sẽ lên cả đỏ nhá, ok cảm ơn chị An Nhiên rất là nhiều. Có đến số điện thoại rồi đấy ạ. Vâng ạ, em sẽ lên cả 4 nút, lên cả màu đỏ nhé, em có đủ màu chị đẹp ơi. Nhà mình có màu vàng này, có màu đen này, có màu đỏ và có cả một em màu sữa nha các chị gái nhá. Đó. Chị ơi, 60 kg hiện tại nhà mình là chưa có size nhá. Rồi ok, sẽ lên màu sữa các chị đẹp. Có hai size SM thôi ạ. Đó thì các chị 55 kg đầu xuống này size M này. Và 50 kg đầu xuống này chị em size S nha các chị yêu nhá.
55kg đổ xuống này, xem M và 50kg đổ xuống này, 40kg lên này cho mình size S nha. Có 2 size M rồi các chị ơi, thì mình lấy hết hàng rồi đấy ạ. Ồ rồi ok rồi, đây lên màu sữa đây, con em đang khóc rồi. Rồi ok rồi ơi. Rồi đây, lung lên là lên luôn nha. Chị Thanh Vân Thái em chốt rồi. Dạ vâng ạ, chị Thanh Vân Thái có hàng rồi nha chị yêu nha. Vâng, mọi em mà chị người đang có giá là 285.000 chị nhá. Hàng này nha, em chất liệu thô đũi Thái chị ạ. Nói chung hàng là chị hàng Thái là các chị em mặc đẹp khỏi bàn luôn. Lên form rất là xinh các chị nhá, nó dáng hơi tiểu thư một tí này. Hàng thô đũi Thái nha mình nha, mềm mịn này các chị ơi. Nó mềm mịn mà nó dày dặn vừa tầm các chị em ạ. Đó, giặt tay giặt máy thoải mái luôn, đảm bảo là không xù, không phai màu, không vải luôn các chị gái này. Đó, là có chị còn hỏi em là hàng này mình có lót không? Hàng này em không có lót, nhưng mà tuy nhiên là hàng vải này khá là dày dặn là cái thứ nhất. Cái thứ hai vải này em kiểu dáng dài ít, thế rất không, thứ nhất không bị sợ bị lộ hàng. Và thứ hai không sợ bị nhìn xuyên thấu vào bên trong, nên là các chị yên tâm nhá. Ok nhá, sữa đẹp hơn bạn. Ồ nói chung là mỗi màu có một cái đẹp riêng của nó. Cái riêng cái màu vàng thì rất là sáng da, màu sữa cảm giác nó nhẹ nhàng hơn. Đó, có chị thấy rất là nhẹ nhàng hơn một tí chị nhá. Ok, là này 58 cái ký nhưng mình chưa có xa chị nhá. Rồi ok, Thanh Vân Thái có hàng luôn rồi nhá. Em đổi mẫu chị, đổi mẫu chị đẹp. Thề luôn chị, em mặc màu nào lên các chị cũng thấy đẹp cho mà xem. Đó, nói chung là mỗi màu có một cái vẻ đẹp riêng. Mỗi tội là các chị em thích màu nào thì các chị em quất màu đấy cho em thôi ạ. Có 2 size M chị ạ, không có size 60kg chị gái nhá. Ok rồi, ok rồi, các chị An Nhiên đổi sang màu vàng đi không ạ? Rồi. Còn nói chung là nhà em mà chưa đi hàng thì các chị đẹp là nhà em sẽ chốt hàng, đổi hàng cho các chị thoải mái luôn. Em rất là dễ tính với các chị yêu luôn. Nói chung là khi mà nhà em chốt hàng rồi đổ nó mới mệt đúng không ạ? Hoặc là đi hàng rồi đổ mới mệt, chứ các chị em đổ luôn là thoải mái ạ. Rồi, 285.000 các chị nhá. Mã số V58 này, 285.000 quên mất. 285.000 nhá, ok chị Bảo Vi Nguyễn có hàng nha chị nha. Màu sữa vậy, màu sữa xinh đúng không ạ? Đó, em từ em thả dáng cho chị xem đã. Em phải thả dáng cô, vì nhớ chị em đi phê. Đó, một siêu phẩm màu sữa này, đó nhẹ nhàng và xinh yêu, có giá là 285.000 nhá. Có 2 size M. Ở thì size L thì mình hiện tại em bị cháy hàng các chị ạ. Đó, là 55kg đồ xuống đến size M nhá. Không phải ta ở đấy á, nó chỉ một cái buộc ở cổ thôi mà, màu đen. 50kg đổ xuống, 40kg lên đấy cho nhà mình size S nha. Ok nhá, 53kg lấy cho em mà size M được rồi nhá. Đúng rồi. Ok, Trương Phúc Phạm nhá, 53kg lấy cho em size M là đẹp nha chị yêu nha. Đó, 55kg đổ xuống lấy được size M cơ mà. Hàng này em đoạn ôm, đoạn ôm đúng đoạn đẹp luôn. Các chị xem này, cái đoạn ôm này nhà em đoạn gần với chân ngực nhá, nó không phải ở dưới bụng đâu. Cái đoạn dưới bụng ở dưới này này, dáng nó xòe rồi. Để các chị em mặc thoải mái nhá, lên form rất là xinh này. Đó, có hai hàng cúp này rất là đẹp các chị nhá. V58 này 285.000, đủ màu và có hai size. Có size S và size M nhá. 55kg đổ xuống lấy size M và 50kg đổ xuống lấy cho em size S nha chị yêu nhá. Dạ vâng, ok chị Dừa, chị Trương Phúc Farm có hàng các chị nhá. Đây em form rất là xinh này, nhẹ nhàng, xinh yêu và dễ mặc. 285.000 ôi rẻ lắm các chị ơi. Không bằng tiền nhà mình mua vải mất các chị ạ. Dạ vâng ạ, chị Bảo Vi Nguyễn có hàng rồi chị đẹp ạ. Đó, nói chung là chị gái nào cứ có một chuẩn cho em đúng cú pháp là mã màu vào số điện thoại ở đây là nhà mình đã có hàng rồi nha, các chị yên tâm nhá. Rồi, chị đẹp nào lấy hàng cứ có một chị em mã số V58 này. Một em màu sữa xinh yêu mà trên người này rất là nhẹ nhàng đúng không ạ? Một em màu đen này, đó, màu đen thì nói chung là dành cho những chị gái nào mà kiểu người form nó hơi kiểu đậm đà một tí, mà màu đen rất là gọn dáng nhá. Đồng thời màu đen cũng rất là sang các chị ơi. Một siêu phẩm màu đỏ này và một siêu phẩm màu vàng luôn, hai cái màu bằng rất là sáng da, hai cái màu bằng rất là sáng da và đang có giá là 285.000. Mỗi màu có một cái vẻ đẹp riêng của nó thì đúng không ạ? Màu nút mà trên người được khá là nhã nhặn đó. Mã số V58 285.000 nhá. Chị đẹp nào lấy hàng comment cho em V58 ạ. Màu và số điện thoại thì nhà em có đúng 2 size M thôi ạ. Nhà mình đang bị cháy hàng rồi. Đó, hết sức thông cảm giúp nhà em. Thì các chị đẹp từ 60kg, 55kg đổ xuống lấy cho em size M nhá. 50kg đổ xuống này, 40kg lên lấy cho mình size S nha. Rồi. Vâng ạ, chị yêu là lấy hàng comment cho em nhá. V58 này, màu và số điện thoại này, chị đẹp vào một qua mã vui lòng cho em xin một chấm nha, mình sẽ sang mã mới các chị gái nhá. Ok không ạ? Rất là nhiều mã váy xinh yêu đang đợi chờ chị em nhà mình lên hàng luôn ạ. Rồi, lấy hàng comment cho em nhá, không là em sang mã mới đấy ạ. Chị ơi, còn váy đỏ nhung da lộn không chị? Váy đỏ nhung da lộn, váy đỏ nhung da lộn em cũng nhớ chị ạ.
Phạm Ngọc Loan ơi, chị không biết là chị còn nhớ cái mã sản phẩm đấy cũng như là chị còn nhớ cái giá đấy có giá bao nhiêu tiền không nhỉ? Đấy, vì là vé đầu nhung ra lộn có cái nơ ở đây hiểu không ạ? Đó, có nơ ở đây thì nhà mình đi đến xem mình còn hàng không ạ. Ok, chị Ngọc Loan có hàng nha, rất là tuyệt vời luôn ạ. Có địa chỉ luôn rồi, như vậy là các chị em có thật luôn. Em luôn luôn là ưu tiên chị cái nào có địa chỉ đấy ạ. Như chị Ngọc Loan là em ưu tiên 100% luôn đấy ạ. Đó, ok, cảm ơn chị đẹp nha. Ok, thử đỏ á. Rồi, ok rồi, hết lòng với các chị luôn nha. Thử cả màu đỏ các chị cái xem nhá. Rồi các chị ơi, chia sẻ livestream cho em đi ạ. Em like hàng cho nó sung nào. Chia sẻ livestream giúp em này, em like hàng cho nó sung nào các chị ơi. Dạ vâng ạ, ok, chị sẽ giúp fan có hàng rồi nhá. 285.000 chị ơi. 285.000 nhá. Bởi vì nhà em không có lãi được nhiều đâu á, chắc lãi được khoảng tầm vài nghìn thôi à. Vài nghìn thôi, em nói thật. Vì hàng này nhà em hàng vải thô đuôi thái và là rất là đẹp rồi. Và là khoảng tầm 220-250 một mét vải một em váy dài thườn thượt này. Ui dồi ôi các chị ơi. Lên form của em không ạ? Có nhẹ nhàng và xinh yêu không ạ? Ui dồi ôi các chị ơi, lên dáng rất là xinh rồi này. Lên form rất là đẹp và may rất là tốn vải rồi nên là em không thể nào mà bán rẻ được nhá. À, 285.000 mã số V58 chị ơi. Đó, đang có giá 285.000 nhá. Đó, ôi dồi ôi, các chị ơi, màu đỏ này xinh cực kỳ luôn đấy ạ. Màu đỏ này, các chị xem gần giống mình nhá. Đó, khi mà các chị màu đỏ thì em nghĩ cái này nó hơi thiên về kiểu đi ăn đám cưới này, đi tết tủng các thứ này, lên form rất là xinh. Cái màu đỏ này cực kỳ là sáng da. Nó đang có giá là 285.000, mã số V58 nhà mình các chị nhá. Dạ vâng ạ, ok ạ. Không ạ, em đang hỏi cái váy nhung da lộn. À, cái váy nhung da lộn mà 280.000 là cái gì ấy nhỉ? Ôi chị ơi, thì nó hơi khó nhớ đấy. Em bảo này, nếu mà chị nhớ cái đấy em nay mà hôm nào ấy, chị có thể chụp ảnh màn hình và inbox lại cho em đi ạ. Ok, mẫu nào cũng muốn lấy hết ạ. Nói chung mỗi màu có một cái xinh riêng. Em lột thả hết tất cả các màu các chị lại. Em đã lên hết tất cả các màu các chị xem rồi. Màu đen thì rất là dễ, em nói thật màu đen rất là dễ. Nhưng đôi khi em sẽ không lên màu đen nó hơi bị lóa. Màu đỏ để sáng da, đúng không ạ? Màu đỏ màu vàng hay màu rất sáng da này. Hai màu các chị em mặc rất là sáng, rất là bật tông da chị em mình luôn ấy. Nó bật tông da chị em mình luôn này. Đó, lên form rất là đẹp chị nhá. Em mà thật, ở ngoài like đẹp một trên like rất là nhiều. Đó, đôi khi em xem bài mình em tiếc ạ. Em rất là mong các chị gái có thể đến với nhà mình để xem hàng đó chị nhá. Đó, nhìn ở ngoài like đẹp một trên like rất là nhiều. Và là như em phải thu đuôi thái nhá. À chị nhá, à, có váy body chưa ạ? Nhà mình có váy body nhá. Chị gái nào có váy body sẽ lên luôn. Sẽ lung linh là lên luôn nhá chị nhá. Thì mã nào mà trên người đang có giá là 289.000. Bao chị gái nào chia sẻ livestream với em nhá. À, có 2XM thôi ạ. Nhà mình đang cháy hàng rồi. À, các chị khoảng tầm 60kg đổ xuống này. À, 55kg đổ xuống quên mất. Này cho em xem màu nhá. 50kg đổ xuống này cho em xem S này. À, có vàng này. À, có vàng. Ok rồi rồi. Ok inbox đi cho nó dễ chị ạ. Em không có nhớ. Rồi, có vàng này, có sữa này. Đó, có đỏ này và có cả đen nha chị nhá. À, mỗi màu có một cái xinh riêng của nó. Chị gái đang phân vân thì em tư vấn luôn. Cái màu sữa nó cảm giác nó nhã nhặn hơn một xíu này. Màu vàng cảm giác nó sáng sủa. Màu vàng, màu đỏ mặc rất là sáng da á chị nhá. Một anh màu đen rất là dễ mặc. Màu đen nếu bạn có một cái ưu tiên riêng là màu đen rất là dễ mặc rồi. Đó, là rất là dễ mặc, không bị xỉn da như kiểu màu tím, màu xanh đó. Hoặc là không kiểu quá nổi bật như kiểu màu đỏ em mặc thì đôi khi cũng chị đó, ui màu đỏ nổi bật quá không thể thích. Nhưng mà chính là màu đỏ này tạo cảm giác nhìn chị em mình rất là sáng da. Và ở ngoài da này nó sẽ màu đỏ sẽ đậm hơn trên da một tí nhá. À, đang có giá là 285.000 V58. Rồi, chị đem nó lấy hàng có một luôn cho em V58 này. Màu và số điện thoại của 2XM rồi ạ. À, 55kg đổ xuống này màu nhá. À, và 50kg đổ xuống này, 40kg lên là chuyện mình sẽ ép nha, ok chưa ạ? Rồi, chị yêu là lấy hàng có comment cho em V58 này, không em qua mã mới nha. Em sang mã mới với các chị đẹp nhá. Rồi chia sẻ livestream nào sang mã mới cho sung nào các chị ơi. Chia sẻ livestream nào lên mã mới cho sung nào các chị ơi. Phải hàng lên các chị ơi. Chị ơi, mình V8289 được không? Được. Đâu nhỉ? Mặc nó màu vàng xe, nhưng thôi, đấy coi thôi. Hay đỏ hết này. Đi cũng được ạ. Rồi các chị đẹp ơi, em sang mã hàng body rất là xinh nha. Và đồng thời các chị yêu là vui lòng là chia sẻ livestream giúp em ạ để em lên hàng cho nó sung nhá. Đó, chia sẻ livestream giúp em lên hàng cho nó sung nào các chị gái nhá. Đó, cái line này hơi buồn. Hơi buồn một xíu. Xíu
Ờ, chốt bên 58 đỏ xoay mờ. Ok chị Jenny Nguyễn có hàng nhá chị gái nhá. Rồi ok rất là tuyệt vời, có địa chỉ luôn ạ. Có địa chỉ luôn nhá. Cảm ơn chị yêu. Không còn cái nào. Rồi sang một em ôm body mới, em hàng này xinh kinh khủng luôn đấy. Thề các chị gái ạ, hàng này chất vải rất là đẹp nhá. Hàng vải này em là hàng vải hàng len lụa này, mình lại nhầm quên mất len nhung. Hàng len nhung nhà mình chị nhá, một siêu phẩm len nhung đang mặc ở trên người này. Ờ, bình thường thì một chiếc váy có hai tà thôi, một tà đằng trước và một tà đằng sau. Đó, là một em váy chị ấy, kể cả váy ôm body hay váy gì cũng thế, có hai tà thôi. Phải anh em may 4 tà, cắt này, cắt này, cắt này, cắt này. Đó, may 4 tà không chắc vào này. Để làm gì? Để tạo lên cái đường cong rất là đẹp luôn nha chị gái nhá. Và tạo lên cái đường vẩy đuôi cá ở dưới cũng rất là tự nhiên luôn. Đó, và đang có giá là 289.000 một em mã tuyết nhung nhờ mình chị nhá. À nhầm quên mất. Hàng gì nhá? Len nhung, hàng len nhung. Hàng len nhung chị ạ, đôi khi là em bị loạn hết nhà. Dạo này nhiều vải quá, toàn vải sang xịn cơ. Thế, dạo này em thực sự là toàn vải bên Hàn với cả vải bên Thái. Thôi là đi nhập cái vải về thôi, cũng cảm thấy đau hết cả đầu, buốt hết cả đầu. Mà nhớ từng cái tên vải nên em cũng mệt. Em chỉ biết là sờ vào đúng chuẩn là hàng cao cấp mà giá lại bình dân. Rồi, à thì mã đang mặc trên người bên em có cả màu sữa nên hiện tại màu sữa nhà đang bị cháy hàng. Đó. Nhà mình có sữa này, có vàng và có đỏ á chị nhá. Mã số V289 đang có giá là 289.000 luôn, rất là dễ này. Chất liệu này nha em, là chất liệu len nhung nhà mình nhá. Đủ size S, M, L và các chị ơi thì mình vừa vì là hàng dáng may mà thiết kế bên nhà em. Và hàng này nhà mình có co giãn nữa nên các chị yên tâm. Có cả size L và size XL luôn ạ. Đó, 64kg đổ xuống nếu cho em size XL nhá. À, 60kg đổ xuống này CL giúp em ạ. À, 55kg đổ xuống này CM nào. À, 50kg đổ xuống và 40kg đổ lên là lấy cho nhà mình sẽ ép nha. Anh có giá là 289.000, mã số V289 này. À, có hai màu, một em màu, có ba màu, có màu cam, có màu đỏ đô và có một em màu sữa nữa nhá chị nhá. Áo phao đi chị. Ủa ôi chị sao kinh nhân với em, thật em cũng hóng mai áo phao lắm. Phao ngắn, phao vài dài nhà mình rất là nhiều ấy. Mà bình thường phao ở ngoài kia ta bán 800, 900, 1 triệu. 1 triệu 2 mà nhà em bán chỉ có 300-400 thôi ấy, mà nó rẻ kinh khủng khiếp. Mà các chị ơi, thật sự là mấy hôm nữa lại lạnh rét run vào rồi đấy. Nên các chị em cứ sắm phao dần đi, chứ không mấy hôm nữa các chị em mới bắt đầu đi sắm lại là không còn hàng đâu. Mà nó lại là đắt nữa cơ. Đó. Rồi, thì các chị em nào mà có hóng phao các chị cứ chia sẻ livestream cho em đi lên phao các chị đẹp. Ok chưa? Rồi mã đang mặc trên người chị nhá. Mã đang mặc trên người, mã đang mặc trên người là mã số V289 nha. Có đủ màu, có đủ size, có màu sữa này, có màu vàng này, màu vàng cam nha. Cam nha, có một em màu đỏ đô này. Đó, đủ size XL, XL nhá. 64kg đổ xuống này cho em size XL ạ. 60kg đổ xuống này size L ạ. 55kg đổ xuống này size M này. 50kg đổ xuống và 40kg lên này thì mình sẽ ép nha. Mã này đang có giá 289.000, đủ màu đủ size. À, đây là dáng váy may mặc thiết kế bên nhà mình nha, lên form rất là xinh này, vừa ôm dáng vừa gọn dáng, không hề ôm quá chị ơi, ôm vừa tầm đẹp chị ạ, ôm vừa tầm đẹp nha chị gái nhá, đủ màu đủ size luôn này. Đó, và cái cúp ở tay này thì mình cũng rất là xinh, rất là sang nha chị gái nhá. À, mặc này đang mặc trên người đang có giá là 289.000, đủ màu đủ size. Thì chị đẹp nào lấy hàng comment luôn cho em V289 màu vào điện thoại đi ạ. Đó, lên form rất là xinh. Các chị có thể ngắm này, đó rất là tôn dáng và tôn da trên mình nha. SML, XL bên em có đủ cả luôn đấy ạ. 64kg đổ xuống lấy cho em size XL nhá. 60kg đổ xuống lấy size L giúp nha mình. 55kg đổ xuống lấy size M và 50kg đổ xuống này. 40kg đổ lên là các chị yêu hoàn toàn có thể lấy cho nhà mình một siêu phẩm size S rồi đấy ạ. Đó, ok chị gái là hóng màu đỏ đúng không ạ? Rồi sẽ lên màu đỏ nha. Lên màu đỏ nha các chị gái nhá. Đó, rồi. Màu cam cũng xinh, màu đỏ cũng xinh. Cả hai màu rất là sáng da luôn các chị gái ạ. Thường thì những cái màu kiểu màu tím nó còn khó mặc đồ, chứ cái màu này là dễ mặc cắt lắm á. Nó xinh này, nó nhẹ nhàng, nó dễ mặc kinh khủng luôn đi ạ. Rồi sang một em màu đỏ giúp mình nha. Đây, màu đỏ cực kỳ sang xịn mịn nha. Và ở ngoài này thì nó sẽ đậm hơn trên la một tí này. Nó kiểu đỏ rượu vang các chị gái ạ. Kiểu đỏ rượu vang này chị nhá.
289.000 mã số V289 này đó, một loại rất là sang xịn và các chị ơi, cái nhún vai nhà mình rất là tinh tế này. Nhún vừa tầm đẹp nhá, tạo cảm giác nhìn vai đẹp luôn. Đó, chị gái nào vai hơi xôi một tí vào váy nhà mình nhìn vai cũng rất là đẹp các chị nhá. Một em màu đỏ đang mặc trên người 289k. 289k đủ màu đủ size nha, có đỏ, có cam và có cả sữa luôn đấy ạ. 64 kg đổ xuống đấy chị em sẽ cơ. 60kg đổ xuống lấy size L, 55kg đổ xuống lấy size M, 50kg đổ xuống và 40kg đổ lên nào. Các chị đẹp có thể hoàn toàn lấy cho nhà mình là size S rồi đấy ạ. Đây em form rất là đẹp luôn nhá, cực kỳ tôn dáng và tôn da chị em nhà mình luôn này. Đó. Rồi chị nào lấy hàng này nhanh tay comment cho em ạ. Mã số V289 đỏ đô, V289K mà cho em xin số điện thoại đằng sau các chị nhá. Rồi các chị đẹp ơi, còn chị nào có hàng nhà mình nữa không thì cho em xin một chấm nào để em tiếp tục liên hàng với các chị yêu. Còn nếu không có khi em phải xin chào các chị gái đây ạ. Rồi ok các chị ơi, bảo này hôm nay chị gái nào còn hóng hàng bên nhà mình nữa, khi mẹ các chị ở một like sau các chị gái nhá. Và chị gái nào đặt hàng bên nhà em là vui lòng để ý điện thoại này, bên em sẽ có người gọi điện này, ở chốt đơn và đi ăn với các chị yêu nhá. Còn bây giờ thì em xin chào các chị và chúc các chị một buổi chiều vui vẻ nhá. Bye bye.